30 phút trò chuyện với người giàu, tôi bừng sáng tư duy, cuộc đời họ ngày càng trù phú nhờ nghiêm khắc duy trì năm điều này. Thói quen có thể khiến con người tiến bộ, nhưng thói quen cũng có thể khiến người ta xa ngã. Vì thế, nếu phát triển những thói quen tốt sẽ giúp bạn mở ra vô vàn cánh cửa tiềm năng. Có dịp trò chuyện với Lão Hoan, Tổng Giám đốc Tập đoàn Xây dựng lớn nổi tiếng đất Phúc Kiến, Trung Quốc. Tôi đã thu nạp được quá nhiều, nhận ra những người giàu trên thế giới hầu như đều đã từng ép bản thân hình thành năm thói quen tốt để thu hút tiền tài bạn thử kiểm tra xem mình có sở hữu năm thói quen đó hay không nhé nếu không hãy nhanh chóng học hỏi và áp dụng để cuộc đời sang trang một học cách quản lý tiền bạc biết tiêu tiền một cách khôn ngoan tôi đã từng nghe một doanh nhân nói nếu một người không biết cách quản lý tiền bạc thì cuộc sống của họ sẽ rất khó khăn những người như vậy sẽ thường xuyên tiêu tiền vào những nơi không nên tiêu tiền điều này sẽ khiến tài sản của họ bốc hơi một cách vô nghĩa và nhanh chóng mặc dù tiền kiếm được là để tiêu nhưng cũng đừng tiêu vào chỗ không đáng Ví dụ, trong những mùa giảm giá, bạn thường sẽ có ý muốn mua những món đồ giá rẻ, trong khi bản thân lại không thật sự cần nó. Đây chính là những khoản tiền vô nghĩa, chúng ta phải biết quản lý tài sản của chính mình, phải biết tiêu tiền một cách khôn ngoan, như vậy bạn mới có thể ngày càng giàu có hơn. 2. Không so sánh với người khác, hãy là người khiêm tốn. Những người giàu thực thụ sẽ không bao giờ so sánh bản thân với người khác, bởi vì họ hiểu mỗi người đều có một con đường riêng và thời khắc hoàng kim riêng, cũng như họ không muốn trở thành cái gai trong mắt người khác. Con người sinh ra hầu như đều có tâm đố kỵ, nhất là với những người sống tốt hơn mình và xinh đẹp hơn mình. Nhưng những người giàu hiểu rõ, ghen tị không có lợi cho bản thân vì nó có thể khiến con người ta phát điên và làm những điều phi lý. Việc họ muốn làm chỉ là âm thầm nỗ lực, từ từ tích lũy của cải và vươn lên. Những người giàu thực thụ thường rất khiêm tốn, bởi vì nếu họ quá phô trương, họ sẽ gây ra những rắc rối không cần thiết cho bản thân, thậm chí có thể nguy hiểm đến tính mạng. Vì vậy, nếu bạn muốn trở thành một người giàu có, bạn phải rèn luyện chính mình trở thành một người khiêm tốn, không so sánh với người khác. 3, kiếm tiền song song với giúp đỡ người. Mặc dù những người giàu luôn khiêm tốn nhưng họ cũng sẽ giúp đỡ người khác trong những tình huống thích đáng. Thói quen như vậy giúp họ có nhiều mối quan hệ hơn trong xã hội. Đặc biệt là khi một người khởi nghiệp, nếu họ biết giúp đỡ người khác trong những trường hợp nhất định thì họ thường sẽ gặt hái được một số mối quan hệ có lợi cho bản thân trong tương lai. Trong cuộc sống thường nhật cũng vậy những người giàu có cũng thường giúp đỡ một số người xa lạ đang gặp khó khăn những người này mặc dù không thể cho họ lợi ích cụ thể gì trong tương lai nhưng ít ra những người đó cũng có thể tạo cho họ một danh tiếng tốt bạn thấy đấy hiện nay không ít doanh nhân người nổi tiếng đều rất tích cực làm từ thiện bởi vì danh tiếng tốt kiếm được bằng cách làm từ thiện đôi khi lại là loại của cải có lời còn hơn cả tiền bạc như câu cho đi là nhận lại sống ở đời có đức thì mặc sức mà ăn chỉ khi bạn biết giúp đỡ người khác, bạn mới có thể thành công và bản thân bạn mới có thể gặp may mắn. 4. Có thể chịu được khổ cực. Người xưa có câu, chịu được khổ thì mới có thể trở thành người trên vạn người. Những người giàu có hầu như đều đã từng trải qua những trải nghiệm như vậy. Họ từng chịu đựng những khó khăn mà người bình thường không thể chịu đựng được. Khi đó họ buộc bản thân phải kiên trì và vượt qua chúng, từ đó gặt hái được nhiều của cải hơn người bình thường. Cũng giống như nhiều doanh nhân, nhà đầu tư thành danh ngày nay, Tuy hiện tại họ đang sống một cuộc sống tươi sáng, nhưng quá khứ họ đều đã phải chịu rất nhiều gian khổ khi mới bắt đầu kinh doanh. Chính nhờ sự kiên trì và quyết tâm mà cuối cùng họ đã đạt được đế chế giàu có cho riêng mình. Những người thực sự giàu có, họ hiểu rằng không có việc ngồi yên chờ sung dụng, dù cho sung có rơi chúng mình thì xác suất xảy ra cũng là rất thấp. Giống như việc chúng số vậy, cho nên họ lựa chọn chăm chỉ để tạo ra của cải bằng chính đôi bàn tay của mình, thay vì ngồi hưởng thụ và dựa dẫm vào người khác. Năm, tính tự kỷ luật cao. Nếu quan sát kỹ, bạn sẽ thấy rằng những người giàu đều có một đặc điểm chung, đó là tính tự kỷ luật cao độ. Bất kể họ làm gì, họ cũng sẽ kiên trì hướng tới kết quả mà họ muốn, ngay cả khi có nhiều cám dỗ ở trên hành trình. Trên đời này, cám dỗ là thứ luôn hiện diện ở khắp mọi nơi và mọi lúc. Những người thành công luôn rèn luyện cho mình tinh thần không khuất phục trước sự cám dỗ. Tính tự giác siêu cao chính là vũ khí mạnh nhất giúp họ leo đến đỉnh vinh quang. Nhiều người nói rằng người giàu tiêu tiền như nước, nhưng thực tế không phải vậy. Ngược lại, họ luôn cố gắng tiết kiệm từng đồng tiền, dù có sử dụng cũng là sử dụng một cách có ý nghĩa. Nhờ đó mà họ tích lũy nên khối tài sản như bạn thấy ngày nay, chúng số hơn 10 tỷ, tôi sẽ nghỉ việc ngay, đó chỉ là suy nghĩ ngây thơ của 10 năm trước, hiện thực đã đánh tôi tỉnh ra nhiều điều.